Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 tóm tắt bài 4 khám phá vẻ đẹp văn chương trang 90-94. Người đọc phải tự mình khám phá bộ mã nằm ngay trong văn bản và hoạt động này tương đương với việc họ đem lại ý nghĩa cho văn bản. Uppfragen ihr. Văn bản 1. Trước khi đọc, số 1 nhỏ, kể tên một vài tác phẩm văn học Việt Nam viết về số phận bi kịch của con người. Như vậy chúng ta sẽ kể tên một vài tác phẩm văn học Việt Nam viết về số phận bi kịch của con người. Ví dụ như là tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, Vợ Nhặt của Kim Lân, Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương, vân vân. Câu 2. Trong bài 1, em đã được học tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Hãy chia sẻ cảm nhận về chi tiết mẹ ấn tượng nhất trong tác phẩm. Thì em ấn tượng nhất với chi tiết cái bóng. Đây là chi tiết thắt nút cho câu chuyện dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Sinh với Vũ Nương và cái chết của Vũ Nương. Qua chi tiết phẩm giá trong sạch, sự chung thủy, hết mực yêu chồng con của Vũ Nương càng được thể hiện rõ nét hơn. Đồng thời, chi tiết cái bóng còn phản ánh bi kịch oan sai của số kiếp con người và khuyên mọi người không nên vội vàng phán xét bất kỳ sự việc nào đó khi chưa tìm hiểu kỹ. Tiếp theo đọc văn bản Người Con Gái Nam Xương, một bi kịch của con người Nguyễn Đăng Na. Người Con Gái Nam Xương, Nam Xương nữ tự truyện là một trong 11 truyện viết về đề tài phụ nữ của Nguyễn Dữ. Vũ Thị Thiết là nhân vật hoàn toàn có thật. Ngày nay tại Lý Nhân Hà Nam còn đền thờ nàng. Kể từ khi nàng mất tới nay đã gần 5 thế kỷ, biết bao thế hệ từ Lê Thánh Tông 1442-1497, vị vua Anh Minh Văn Võ Kim Toàn đến các nhà khoa học, bản Cưỡi Đầu Thiên Hạ đã ba phen như Nguyễn Khuyến 1835-1909 đều phải rơi lệ xót thương cho thân phận nàng và gửi gắm nhiều thương cảm của mình vào những bài thơ về vịnh miếu vợ chàng Trương. Cuộc đời Vũ Nương tuy ngắn ngủi nhưng nàng đã kịp làm tròn nghĩa vụ của một kiếp đàn bà, làm con, làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Mỗi gian lao vất vả, nào khi sinh nở chẳng ai đỡ đần, nào một thân vừa nuôi con thơ vừa chăm sóc thuốc thang cho mẹ chồng già yếu. Rồi khi mẹ chồng nằm xuống lại một mình lo toan việc ma chay tế lễ chôn cất. Tất cả những việc ấy đối với nàng nào đáng kể chi, miễn sau có ngày hội ngộ, chồng sẽ trở về. Ngay như công danh nàng cũng chẳng màng, khi chồng ra đi nàng giải bày nỗi niềm của mình. Chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong theo được ấn phẩm phong hầu, chỉ xin ngài về mang theo được hai chữ bình yên thế là đủ rồi. Mong mỏi bao trùm cả cuộc đời nàng là cái thú vui nghi gia nghi thất, vợ chồng sum họp con cái đề huề được làm vợ làm mẹ. Sau 3 năm đợi chờ, Trương Sinh trở về với hai chữ bình yên đúng nghĩa như sở nguyện, hạnh phúc đã mỉm cười, ước mơ đang đi vào hiện thực. Nhưng oái oăm thay cuộc đời, nàng ngày suy, ngày sum họp cùng chồng cũng là ngày phải vĩnh viễn lìa xa tổ ấm. Và đau đớn hơn, kẻ đẩy nàng vào cái chết bi thảm không phải ai la xa lạ mà chính là người chồng. Nàng hằng 3 năm giữ mình một tiết, đợi chờ và đứa con trai duy nhất mà nàng suốt 3 năm nâng niu bú mớm. Hai người thân thương nhất, gần gũi nhất lại là kẻ gây ra oan trái cho đời nàng. Mà họ đâu phải là kẻ độc ác và nàng đâu có phải là kẻ phản bội chồng con. Đứa trẻ thì ngây thơ, chỉ kể lại những cái điều mà đêm đêm mẹ thường dạy khi cha vắng nhà. Nó không thể phân biệt được giữa đùa với thật vì mới có 3 tuổi đầu và tin lời mẹ. Còn người chồng thì cả ghen hàm hồ mù quáng. Là người cùng làng, chàng thừa biết đức hạnh của vợ. Chính vì mến vì dung mạo của nàng, chàng mới xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về, nhưng ghen tuông là ghen tuông. Cái tâm lý ghen tuông rất lạ, dù mới cưới nhau mà Trương Sinh vẫn phòng ngừa quá sức.
Xong đó, khi đó hai người còn ở bên nhau và nàng cũng giữ gìn khuôn phép, nên chưa xảy ra chuyện gì. Nay đã có khoảng trống lớn về thời gian và không gian 3 năm xa cách, thì chàng không thể kiểm soát được tất cả mọi hành vi của vợ, ghen tuông thường đa nghi, mà đa nghi dẫn đến định kiến. Do đó chỉ cần một cớ rất nhỏ, có khi hết sức mơ hồ, thậm chí chẳng cần một cớ gì cũng có thể tưởng tượng ra thành cái sự việc nghiêm trọng. Một sự phản bội ô nhục làm bại hoại gia phong, cái hàm hồ của tính ghen tuông thường dẫn đến tan cửa nát nhà và ăn khiên giáng xuống. Ở đây ta cũng nên có một chút cảm thông với Trương Sinh. 3 năm đời lính làm chàng mệt mỏi chán chường, về tới nhà lại gặp cảnh đau lòng. Cha về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Nỗi buồn tê tái đè nặng lên trái tim anh lính Trương Sinh. Nếu như đối với Vũ Nương, chỗ dựa để có thể tồn tại là con và chồng, thì đối với Trương Sinh, chỗ dựa để sống là con và vợ. Thế mà hình như có một người đàn ông thứ hai nào đó, không rõ mặt mũi họ tên, đã len lỏi vào gia đình chàng, đã chiếm mất tình cha con của chàng. Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói chứ không nhân cha tôi trước kia chỉ nín thiên thiếp. Đứa bé đã có hai người cha, một người xuất hiện khi chàng vắng nhà và một người là chàng. Chỗ dựa thứ nhất không còn, tuy nhiên sự sụp đổ ấy chưa quan trọng đối với chàng. Chỉ đến lúc đứa bé kia khẳng định trước đây thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, thì cơn ghen mới thật sự bùng lên. Chỗ dựa thứ hai hoàn toàn sụp đổ. Sự nghi ngờ vợ không có gì gỡ ra được. Đứa bé không biết nói dối, chàng tin con. Mọi chi tiết đứa bé cung cấp đều chứng tỏ là người đàn ông kia hành tung hết sức mờ ám bí hiểm. Đêm nào cũng đến chỉ nếm thêm thiếp, chẳng bao giờ bế đảng. Đã thế họ lại xoắn xuýt bên nhau, mẹ đảng đi cũng đi, mẹ đảng ngồi cũng ngồi. Sự bí ẩn về người đàn ông đó như mũi dao xoáy vào tâm can và khơi vào đúng chỗ yếu nhất của chàng, tính đa nghi và cả ghen. Đã ghen thì cần gì chứng cớ, huống chi nay chứng cớ đã rành rành ra đấy. Cái ly kỳ trong vụ án đẩy mâu thuẫn gia đình Trương Sinh đến cực điểm và châm ngòi cho quả bom ghen tuông bùng nổ. Tuy căng thẳng như vậy, song cái án ngoại tình sẽ được giải quyết ngay lập tức chỉ cần một điều kiện cực kỳ đơn giản. Trương Sinh cho biết ai đã cung cấp nguồn tin kia. Nhưng điều kiện ấy như một cái thách thức trái tim ghen tuông của chàng. Chàng không nói, cũng chẳng cần nói mà không đủ can đảm nói. Cái định kiến về việc vợ hư đã đóng đinh vào đầu rồi. Chàng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét lời đứa con nói. Ngay những lời van xin đến rớm mắt của vợ, chàng cũng chẳng để lọt vào tai. Nay đã bình rơi trăm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rủ trong ao liễu tàn trước gió. Khóc tuyết bông hoa rụng cuốn, thiêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Cơn ghen ở anh lính nông dân vốn không được học hành bùng ra thành những lời la lên cho hả giận, rồi chuyển sang ngấm ngầm giấm dứt, lấy cái chuyện bóng gió này mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Vũ Nương không thể chứng minh cho nỗi oan của mình, họ hàng làng sớm bên vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng Vũ Nương chỉ còn biết bày tỏ tấm lòng trong trắng bằng cách đeo mình xuống sông mà chết. Nỗi oan của Vũ Nương sẽ còn đeo đẳng mãi lấy nàng nếu như không có một đêm tình cờ đứa bé nói cha đảng lại đến kia kìa. Người cha thứ hai của bé đảng, nguyên nhân gây ra cái chết bi thảm cho Vũ Nương, lại xuất hiện. Chàng hỏi đâu, nó chỉ vào bóng chàng ở trên vách. Đây này, thì ra ngày thường ở một mình nàng hay đùa con trỏ bóng mình mà bảo là cha đảng. Té ra chỉ là một trò đùa trong thương nhớ, nhưng đem đến cái chết oan khiên vì lòng ghen tuông mù quáng. Vợ chồng yêu nhau quyến luyến không rời như hình với bóng. Nàng là hình, chàng là bóng, bóng với hình quấn quýt không rời. Mẹ đảng đi đã cũng đi, mẹ đảng ngồi cũng ngồi. Nàng chết, nàng đã mất, bóng đâu còn. Sự lẻ loi đơn chiếc và nỗi ân hận sẽ là một cái hình phạt giày vò Trương Sinh mãi mãi. Lấy hình tượng cái bóng người và lời nói ngây thơ của đứa con để đẩy câu chuyện tới cái đỉnh điểm là nét độc đáo riêng của Nguyễn Dữ, không thể tìm thấy trong bất cứ chuyện truyền kỳ nào của Việt Nam cũng như là của các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên công bằng mà xét, cái bi kịch của Vũ Thị Thiếp ở một phần là do nàng.
Từ trước nàng đã biết chồng có tính đa nghi đối với vợ, phòng ngừa quá sức, vậy mà lúc chồng vắng nhà, lại đặc biệt vào ban đêm lại, nàng lại trỏ bóng mình mà bảo con rằng đấy là cha con đó. Thế đảng tin mẹ nên tưởng cái bóng kia là cha mình thật. Nào ngờ có một người khác trương xưng cũng xưng là cha, nó ngạc nhiên là hỏi. Vì cái điều người bố thật vừa xưng cha với nó, mẹ chưa từng bảo. Đỏ ngây thơ của đứa bé vẫn đinh ninh rằng nó có hai người cha, một người do mẹ trỏ cho và một người tự nhận. Nó cảm thấy hai người cha của mình rất khác nhau nên đã đem ra so sánh. Giá như Vũ Nương biết tâm lý chồng, tránh đi những cái gì có thể khiến cho Trương Sinh ghen tuông ngờ vực thì đâu đến nỗi. Vợ chồng mà chẳng biết tính nhau, dù có thương yêu nhau chẳng trước thì sau, bi kịch ắt xảy đến. Đấy cũng là một khía cạnh của Nguyễn Dữ muốn nói với người đời. Là nhà văn nhân đạo, Nguyễn Dữ không muốn những người đức hạnh nếp na như Vũ Nương bị chết. Song hiện thực là hiện thực, Vũ Nương đã chết. Để minh oan và bù đắp cho lòng ngay thẳng hiếu thảo thủy chung của nàng thì tác giả đã tưởng tượng ra cảnh Vũ Nương hội ngộ với Trương Sinh tái hợp là cái nguyện vọng của mỗi người. Cái tài của Nguyễn Dữ là ông đã dung hòa được hiện thực với ước mơ giữa cái tồn tại với cái ảo ảnh. Vũ Nương trở về dương thế nhưng chỉ hiện ra ở giữa dòng mà nói vọng vào. Thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Ảo ảnh chập chờn và mau chóng tan biến, chia ly là vĩnh viễn. Người chết chẳng thể nào sống lại, trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần và biến đi mất. Hiện thực trở về, đấy chính là nét đặc sắc trong chuyện truyền kỳ của Nguyễn Dữ mà các tác giả sau chẳng thể vượt qua. Ảo ảnh đoàn tụ mau chóng tan biến để lại một cái hiện thực đắng cay chẳng ai muốn nhưng không thể đảo ngược lại được. Trương Sinh sống trong cảnh phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya. Đứa trẻ mồ côi, người chồng cô đơn, người vợ bị chết, đấy là bi kịch gia đình. Có thể nói chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ đã vượt khỏi những cái công thức thông lệ về cái hình tượng người phụ nữ trong thể truyền kỳ. Vũ Nương không phải là hình tượng một trang liệt nữ, nàng chỉ là một người đàn bà bình thường như bao người vợ, người mẹ trong đời thực. Phản ánh số phận Vũ Thị Thiếp, Nguyễn Dữ đã đề cập tới cái bi kịch muôn thở của con người. Có lẽ vì vậy mà người con gái Nam Xương vẫn còn sức hấp dẫn đối với người đọc ngày nay. Nguyễn Đăng Na, Con đường giải mã văn học Trung đại Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục 2007, trang 217-221. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Tiếp theo thì các em sẽ trả lời những câu hỏi giữa văn bản. Cách đặt vấn đề của tác giả thì tác giả ở đây đã đặt vấn đề bằng cách là giới thiệu tác phẩm, nhân vật Vũ Nương và đưa ra nhận xét về số phận của con người trong chuyện Người con gái Nam Xương qua hành động, cảm xúc của các vị vua, các nhà khoa học, các nhà khoa bản qua bao thế hệ. Đây là cách đặt vấn đề gián tiếp, thể hiện tình cảm, suy nghĩ của bản thân qua việc kể một sự kiện, một câu chuyện khác có liên quan tới tác phẩm đang phân tích. Câu 2, nhận xét của tác giả về cuộc đời nhân vật Vũ Nương. Thì cuộc đời nhân vật Vũ Nương tuy ngắn ngủi nhưng nàng đã kịp làm tròn nghĩa vụ của một kiếp đàn bà, làm con, làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Nhưng oái oăm thay cuộc đời, ngày sum họp cùng chồng cũng là ngày nàng phải vĩnh viễn lìa xa tổ ấm. Tiếp theo câu 3, nét tính cách của nhân vật Trương Sinh được tác giả tập trung phân tích. Thì tác giả đã tập trung phân tích tính cách ghen tuông đa nghi không kiểm soát được hành động của Trương Sinh. Câu 4, lý lẽ và bằng chứng được tác giả sử dụng để bày tỏ suy nghĩ về nhân vật Trương Sinh. Lý lẽ, 3 năm đời lính làm chàng mệt mỏi chán chường, về tới nhà lại gặp cảnh đau lòng. Bằng chứng là chàng về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Lý lẽ là người cùng làng, chàng thừa biết đức hạnh của vợ. Bằng chứng chính vì thế, chính vì mến vì dung mạo của nàng, chàng mới xin với mẹ là đem 100 lạng vàng cưới về. Lý lẽ cơn ghen của chàng thật sự bùng lên, bằng chứng là các câu nói của bé đảng kể về một người đàn ông đêm nào cũng đến. Lý lẽ chàng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét lời đứa con, thì bằng chứng là ngay những lời van xin đến rớm máu của vợ chàng cũng chẳng để lọt tai. Lý lẽ cơn ghen ở anh lính nông dân vốn không được học hành bùng ra thành lời rồi chuyển sang ngấm ngầm giấm dứt, thì bằng chứng là la lên cho hả giận, lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi.
Câu 5. Cách tác giả phân tích chi tiết chiếc bóng trên vách, chi tiết mang tính thắt nút mở nút. Thì tác giả đã phân tích chi tiết chiếc bóng bằng cách là vừa ví chiếc bóng với tình cảm của vợ chồng khăng khít để tô đậm sự ân hận, xót xa của Trương Sinh trước cái chết của vợ, vừa từ hình ảnh chiếc bóng để nêu lên lỗi lầm của cả vợ và chồng. Ngoài ra tác giả còn khẳng định chi tiết chiếc bóng là một cái nét độc đáo riêng mà không thể tìm được trong bất kỳ truyện truyền kỳ Việt Nam Trung Hoa. Tiếp theo câu 6. Vì sao tác giả cho rằng bi kịch của Vũ Thị Thiết một phần là do nàng? Là bởi vì từ trước nàng đã biết tính chồng có tính đa nghi. Đối với vợ phòng ngừa quá sức mà những lúc chồng vắng nhà và ban đêm thì nàng lại chở vào tường và nói với con đó là cha đảng. Tuy nhiên với một đứa trẻ 3 tuổi thì việc xưng hai người khác nhau là cha thì khiến nó bất ngờ, dẫn đến việc đem ra so sánh và gây ra sự ghen tuông với Trương Sinh. Câu 7. Nhận định của người viết về nét độc đáo của truyện truyền kỳ Nguyễn Dữ. Thì cái tài của Nguyễn Dữ là đã dung hòa được cái hiện thực với ước mơ giữa cái tồn tại với cái ảo ảnh. Ông đã đưa Vũ Nương trở về nhân gian thêm một lần nữa, tuy nhiên chỉ hiện ra giữa dòng và nói vọng vào. Ảo ảnh chập chờn và tan biến, Trương Sinh phải quay về với hiện thực. Tiếp theo câu 8, cách tác giả kết thúc vấn đề. Thì tác giả kết thúc vấn đề bằng cách là chỉ ra điểm nổi bật của nhân vật phụ nữ trong tác phẩm, từ đó khẳng định vai trò ý nghĩa sức hấp dẫn của tác phẩm. Tiếp theo sau khi đọc, số 1 nhỏ, xác định vấn đề được bàn luận và bố cục của bài nghị luận. Thì vấn đề bàn luận ở đây là bi kịch của nhân vật Vũ Nương. Bố cục 5 phần. Phần 1 từ đầu đến miếu vợ chàng Trương, giới thiệu vấn đề. Phần 2 tiếp theo đến hàm hồ và mù quáng, tác giả nhận xét về cuộc đời nhân vật Vũ Nương. Phần 3 tiếp theo đến muốn nói với người đời, nhận xét về nhân vật Trương Sinh và lý do bi kịch của Vũ Thị Thiếp một phần là do nàng. Phần 4 tiếp theo đến bi kịch gia đình, nét độc đáo của truyện truyền kỳ Nguyễn Dữ. Phần 5 là còn lại, kết thúc vấn đề. Tiếp theo câu 2, từ luận đề tác giả đã triển khai luận điểm theo trình tự nào? Thì từ luận đề tác giả đã triển khai các luận điểm theo trình tự nội dung tác phẩm đến tài năng của Nguyễn Dữ. Câu 3, đọc phần 2 và cho biết theo tác giả bi kịch của nhân vật Vũ Nương là gì? Tác giả đã làm sáng tỏ bi kịch ấy qua những lý lẽ và bằng chứng nào? Thì bi kịch của Vũ Nương là bi kịch chính người thân yêu nghi ngờ, bị chính người thân yêu nghi ngờ đẩy đến cái chết bi thảm. Lý lẽ và bằng chứng, đứa trẻ thì ngây thơ chỉ kể lại những điều mà đêm đêm mẹ thường dạy khi cha vắng nhà, còn người chồng thì cả ghen, hàm hồ và mù quáng. Tiếp theo câu 4, đọc phần 3 và cho biết theo tác giả điều gì đã khiến Vũ Nương nhảy xuống sông tự tử. Em có suy nghĩ gì về cách lý giải của tác giả? Thì điều khiến Vũ Nương nhảy xuống sông tự tử là Vũ Nương không thể chứng minh cho nỗi oan của mình mà chỉ còn cách bày tỏ tấm lòng trong trắng bằng cách reo mình xuống sông. Cách lý giải của tác giả là hợp lý, nó được dựa trên những lời nói, hành động của các nhân vật. Câu 5. Những nét đặc sắc nào trong truyện truyền kỳ của Nguyễn Dữ được làm rõ ở phần 4? Thì để minh hoan cho lòng ngay thẳng thì Nguyễn Dữ đã tưởng tượng ra cảnh Vũ Nương hội ngộ Trương Sinh, phái hợp, dung hòa được hiện thực với ước mơ giữa các tồn tại với cái ảo ảnh. Ảo ảnh đoàn tụ mau chóng tan biến để lại một cái hiện thực đắng cay không thể xóa bỏ. Nét đặc sắc trong truyện truyền kỳ của Nguyễn Dữ mà các tác giả khác không thể vượt qua. Tiếp theo câu 6, đọc phần 3 và phần 5, cho biết tác giả đã làm nổi bật nét độc đáo trong truyện truyền kỳ của Nguyễn Dữ bằng cách nào? Những câu văn nào giúp em hiểu rõ về nét độc đáo của truyện truyền kỳ Nguyễn Dữ? Thì tác giả đã phân tích từng nhân vật và so sánh các tác phẩm của các tác giả khác cùng thể loại truyện để làm nổi bật nét độc đáo của Nguyễn Dữ.
Câu văn giúp em hiểu rõ, lấy hình tượng cái bóng người và lời nói ngây thơ của đứa con để đẩy câu chuyện tới đỉnh điểm là nét độc đáo riêng của Nguyễn Dữ không thể tìm thấy trong bất cứ truyện truyền kỳ nào của Việt Nam hay Trung Hoa, Nhật Bản. Có thể nói với người con gái Nam Xương thì Nguyễn Dữ đã vượt khỏi những công thức thông lệ về hình tượng người phụ nữ trong thể truyền kỳ. Tiếp theo câu 7 phần 5 có vai trò gì trong bài nghị luận? Câu văn nào giúp em nhận định được vai trò ấy? Thì phần 5 mang cái vai trò kết thúc bài nghị luận, khẳng định lại vấn đề nghị luận. Câu văn thể hiện là phản ánh số phận Vũ Thị Thiếp, Nguyễn Dữ đã đề cập tới cái bi kịch muôn thuở của con người. Câu 8, một số chi tiết và nhân vật trong tác phẩm Người con gái Nam Xương không được tác giả bài nghị luận phân tích, chẳng hạn như chi tiết người mẹ dặn dò trước khi Trương Sinh ra trận, các nhân vật Linh Phi, Phan Lan, từ đó em có suy nghĩ gì về việc sử dụng lý lẽ và dẫn chứng trong văn bản nghị luận văn học? Thì việc sử dụng lý lẽ và dẫn chứng trong văn bản nghị luận văn học thì họ cần bám sát về vấn đề nghị luận, chỉ phân tích những cái chi tiết liên quan đến vấn đề mình đang cần làm rõ, tránh lan man không liên quan đến vấn đề. Tiếp theo, viết kết nối với đọc. Em có đồng tình với những cái phân tích của tác giả bài viết Người con gái Nam Xương, một bi kịch của con người về chi tiết chiếc bóng trên vách không? Viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu để trả lời câu hỏi trên. Thì trong tác phẩm chuyện Người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ là chi tiết, là một cái chi tiết đặc sắc. Là một cái chi tiết đặc sắc giàu ý nghĩa. Hình ảnh cái bóng trên tường của Vũ Nương trong trò vui đùa với con là một yếu tố độc đáo, có cái vai trò thắt nút và mở nút câu chuyện tình đầy trái ngang oan khuất của Vũ Nương. Có thể thấy rõ cái bóng là hiện thân của lòng tốt, tình mẹ con, đạo vợ chồng. Cái bóng cũng là nguyên nhân tạo nên bi kịch thê thảm đối với nhân vật Vũ Nương và đối với cái gia đình bé nhỏ của nàng. Chiếc bóng thức tỉnh Trương Sinh giúp nàng nhận ra nỗi oan của vợ. Hình ảnh chiếc bóng thể hiện cái tư tưởng, tình cảm và quan niệm của tác giả đối với con người, sự thấu hiểu, cảm thương sâu sắc số phận những con người bất hạnh, nhất là người phụ nữ. Qua hình ảnh cái bóng thì nhà văn đã gửi gắm những cái triết lý sâu sắc thấm đẫm tinh thần nhân văn. Cuộc sống luôn đầy những yếu tố bất thường, con người không thể lường trước, thân phận con người nói chung và người phụ nữ nói riêng. Thân phận mỏng manh như cái bóng mong manh, dễ tan vỡ khi còn khi mất. Hạnh phúc sự sống có thể bị hủy hoại vì bất kỳ lý do gì, bất cứ lúc nào. Người con gái Nam Xương là một cái bi kịch của con người về chi tiết chiếc bóng trên vách. Chi tiết cái bóng còn tạo nên sự hàm súc đa nghĩa, đồng thời vừa thắt nút vừa mở nút, tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.